Hoàng xin chào tất cả quý nhà đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn hướng Tây Bắc. Và với cái căn nhà này, diện tích 35m², thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ rất là rộng. Và với cái vị trí thì cách với lại chợ dân sinh 200m, vị trí của nó là cụ thể thuộc tổ 11 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Và cái công năng sử dụng của ngôi nhà thì rất thực tiện đối với quý vị nhé. Mặt tiền của ngôi nhà 3m36, diện tích 35m², hướng nhà là hướng Tây Bắc. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị hãy cùng đón vào khám phá. Với cái căn nhà này thì ưu điểm của nó là xây độc lập. Tiếp theo, thiết kế một tầng 2 phòng ngủ rất là thoáng. Với phòng cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là kính sắt phân cách điện, bên trong là cửa nhôm hệ thống pháp. Thiết kế của nó công năng sử dụng 4 phòng ngủ đã sao. Ngoài ra ở đây đó là phần tầng 1 của ngôi nhà. Tất nhiên cái nhà nào hỏi cũng sẽ nhắc đi nhắc lại cho quý vị với cái sổ đỏ lúc nào cũng chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh cho quý vị. Có hỗ trợ bên của ngân hàng với quý vị có nhu cầu giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả. Quý vị vui lòng bấm dưới phần miêu tả giúp em nhé. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà này đã xong hết. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Đây là phần tầng 1, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt xong xuôi, chỉ chu cho quý vị hết rồi. Không gian phòng khách của ngôi nhà được chủ nhà ốp vách, ở đây là cái vách giả đá rồi là PVC nano, độ bền của nó thì khoảng tầm 10-12 năm. Và một cái kệ ở đây rất là xinh xắn để trang trí bày biện ở không gian phòng khách. Đó, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá đều đã được lắp đặt cụ thể xong hết rồi. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Từ vị trí ngôi nhà này gần với gì ạ? Cực kỳ là gần với trường đại học Phenica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần như là giáp với khu đô thị Đô Nghĩa, cách với khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 800m, xong không đi lại cực kỳ thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài mà đi lên tới trục đường Thanh Xuân cũng là hợp lý trong phạm vi bán kính 10-12 km quay đầu trở về. Sổ đỏ chuẩn chỉnh với cái thiết kế không gian phòng bếp đây mọi người ạ. Lắp đặt toàn bộ tủ bếp này cũng như là xung quanh kệ bếp đều lắp đặt xong cho quý vị rồi. Đây, với cái phần không gian bếp này thì ở đây quý vị có thể kê trong máy một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây rất là hợp lý đó. Rồi là phần tầng 1, ngoài ra phòng khách phòng bếp thì còn có một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị đầy đủ hết về ống cầu và xịt vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn của thang, cổ trụ của thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, đây quý vị có thể nhìn kỹ thực tế thiết kế toàn bộ cho quý vị là gỗ, ngăn cách phần cửa chính và phần cầu thang có một cái vách lam ở đây, kệ trang trí nhưng mà cũng rất là đẹp mọi người ạ. Mọi người có thể để giỏ hoa như đây rất là đẹp luôn. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng như vậy, còn cái đã review cụ thể đường hướng cũng như là vị trí ngôi nhà cho quý vị rồi. Mời quý vị cùng Ngọc Ánh lên tham quan các tầng phía trên của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3 thiết kế cho quý vị giống hệt nhau, mỗi một tầng 2 phòng ngủ. Đây là tầng đầu tiên ở bên trong, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao trong các phòng đều được lắp đặt đầy đủ, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ đó. Hành lang đi vào giữa hai phòng tương đối là rộng, tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài, hướng ra phía bên ngoài đây quý vị ạ. Đó, đầy đủ cửa sổ hai lớp, thiết kế đầy đủ ống chờ dây chờ, phòng nào cũng rộng rãi dễ dàng kê đồ nội thất cũng như là thiết kế ở bên trong không gian phòng mọi người ạ. Và với hai phòng ngủ trước và sau thì phòng vệ sinh cũng thiết kế ở giữa. Đây là phần phòng vệ sinh của hai phòng ngủ ở tầng 2. Đây, bồn cầu này, sen cây tắm, lau bàn đá, ống chờ bình nóng lạnh, quạt hút mùi. Và với cái căn phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho quý vị, tương đối là sạch sẽ, màu sắc thì rất là nhã nhặn. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ thống pháp cho quý vị. Đây là lau bàn đá,
Ở đây thì sử dụng hệ thống điện nước, nước thì sử dụng nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, hai hồ sơ riêng biệt nhau mọi người ạ. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2, đều có phòng ngủ trước, phòng ngủ sau, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Vậy cho nên mọi người chia sẻ với quý vị, căn nhà này diện tích 35m, thiết kế được 4 phòng ngủ. Nếu như mà quý vị nào đang cần tìm nhà gần nhất với khu đô thị Đô Nghĩa mà lại mong muốn một cái căn nhà 2 phòng ngủ, tổng là 4 phòng, tức là một tầng 2 phòng đấy ạ, thì quý vị có thể tham khảo căn nhà này, được thiết kế xây dựng duy nhất một căn hộ hợp lý. Đây là phần phòng vệ sinh. Đây, ở tầng 3, tương tự như tầng 2 quý vị nhé. Và sau đây, mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4, xem thiết kế ra sao. Và mọi bạn đang đứng ở đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 ở đây, thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, thiết kế cho một phòng thờ riêng. Thực ra thì phòng này rất là rộng, cho nên quý vị có thể thiết kế phòng thờ, phòng làm việc, công năng sử dụng thì tùy mỗi hộ gia đình. Cho nên Ngọc Ánh quay review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 là vì do như vậy. Quý vị nào cảm thấy phù hợp này, quý vị xem phần giá bán lớn miêu tả và vị trí phù hợp thì liên hệ ngay với lại nhà tốt nhé. Còn đây là phần sân phơi. Với cái vị trí này, xung quanh dân cư rất là đông đúc, hàng xóm thân thiện cũng như là chợ chuồng hướng trại tiện ích ngập tràn. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể và đi xem nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Mọi Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.